Chào mừng các bạn quay trở lại với 10 bài làm chủ điều khiển nội suy hai trục. Ờ, với bài năm này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần uh, thực hành các cái uh, câu lệnh điều khiển về nội suy hai trục và với cái chủ đề đầu tiên mà tôi muốn uh, giới thiệu các bạn đó chính là phần thực hành về cái giá trị mở cốt. Sau đây tôi sẽ minh họa cái clip mà tôi sẽ thực hiện trong cuối cái clip này. Nó đến vị trí A nó sẽ bắt vít này. Đến vị trí B bắt vít này. Đến vị trí C bắt vít này. Đến vị trí D bắt vít này. Từ A và trở về gốc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nội dung bài học. Cái khái niệm mở cốt nó là cái khái niệm mà cũng gây rất là khó hiểu đối với các bạn mới bắt đầu lập trình thì tôi sẽ giới thiệu để các bạn định hình được thế nào là mở cốt và tín hiệu mở cốt là gì và giá trị mở cốt là gì đây là những cái khái niệm mà chúng ta cần phải nắm rõ trong cái quá trình chúng ta in lập trình điều khiển nội suy mở cốt để làm gì cái câu hỏi đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu được là cái mở cốt này là dùng để điều khiển các cái công việc phụ trong khi mà chúng ta điều khiển nội suy hai trục thì chúng ta thấy là cái trục xy nó sẽ di chuyển là khi nó di chuyển đến một cái vị trí nào đó thì tại cái vị trí đó người ta cần phải thao tác ví dụ như là người ta sẽ phải dừng chụp ghi lại để người ta bắt một cái vít hoặc một con xin anh đi xuống để tạo một cái động tác gì đó thì đấy là các công việc phụ vậy là người ta sẽ phải làm nào để dừng được các chục xy đó thì người ta sẽ sử dụng cái tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt để người ta làm các việc đó vậy là chúng ta vừa mới có hai cái khái niệm tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt vậy tín hiệu một cốt là gì và giá trị một cốt là gì để giải thích được hai cái khái niệm tín hiệu một cốt và giá trị một cốt thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến cái thông số pr 18 chính là cái các nó hỏi yêu cầu là các cái trục này chúng ta sẽ điều kiện có liên quan đến một cốt hay không thì ở đây nó có hai cái chế độ đó là chế độ After Mode và With mode ờ, hai cái chế độ này nó sẽ có cái cách thức sử dụng tín hiệu một cốt khác nhau và chúng ta cũng cần phải phân biệt được cái tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt Tín hiệu mở cốt này chỉ có hai cái trạng thái Đó là trạng thái on và trạng thái off Còn giá trị mở cốt thì nó sẽ chạy từ giá trị 1 đến 65.535 Đây là các cái giá trị mở cốt chúng ta có thể thực hiện uh, Cài đặt cho nó thông qua chương trình Và với mỗi một cái giá trị mở cốt khác nhau Thì chúng ta có thể thực hiện một cái uh, động tác khác nhau Đấy. Sau khi mà chúng ta hiểu được qua được các cái tín hiệu một cốt và giá trị một cốt rồi thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái phần After Mode và With Mode. Vậy After Mode và With Mode nó như nào và phân biệt ra sao? Thì uh, các bạn hình dung rằng đây là một uh, cái mẫu để chúng ta đi xem xét các cái bản chất của chế độ With Mode và chế độ After Mode. Nếu mà chúng ta nhìn thấy ở đây thì... Uh, tại một cái uh, chương trình điều khiển với hai cái vị trí thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái tín hiệu khởi động định vị. Uh, ở đây họ đưa ra đây là phần trong tài liệu của hãng. Nếu mà uh, ở đây họ đưa ra là I10 với X4X5 này đây là các cái uh, module chúng ta có thể bật cái phần uh, buffer memory lên thì chúng ta sẽ xác định cái giá trị nó. Ở đây chúng ta chú ý là họ chèn cái QD 77MS này chúng ta là của của họ là ở trên lập trí slot 0 nên các cái giá trị tín hiệu này nó sẽ ăn theo cái tín hiệu ở trong cái bảng với cái cái giá trị khởi điểm xy ghi là không ví dụ như ở đây là tín hiệu định vị tín hiệu định vị ở đây thì nó tương liên quan đến i10 i11 i12 13 thì đây bản chất của nó chính là các cái tín hiệu định vị đây này i10 i12 Y1, này khi cái tín hiệu định vị này bắt đầu thì là các cái trục nó đang di chuyển các bạn có thể hình dung là như vậy tín hiệu busy tức là cái trục nó đang bận nó đang đang làm việc tương ứng với các cái trục đây chúng ta sẽ thấy các cái vị trí ví dụ như là xc xc đây trục 1, trục 2, trục 3, trục 4 còn tín hiệu mở code on tín hiệu mở code đây chúng ta sẽ chúng ta sẽ on up cái tín hiệu mở code này thông qua một cái uh, um, nút nhấn hoặc một cái đầu vào đầu ra nào đó và các cái địa chỉ của nó tương đương với đây là x4 x5 x6 x7 tương đương với chục. chúng ta muốn bật mở code on thì chúng ta sẽ bật đây và tắt thì cũng tương tự như thế chúng ta sẽ tắt bật tắt ở cái cái các cái địa chỉ này Đấy, và căn cứ vào các cái địa chỉ này thì chúng ta còn yêu cầu mã m mã m đây chính là các cái cho phép mã m này, đây là các cái giá trị mở code ta trị mở cốt chúng ta từ 1 đến 65.535 đây là một động tác đây là một động tác đây là một cái hành động nào đó thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích các cái chế độ with mode và after mode là như thế nào ở chế độ with mode thì chúng ta thấy là tín hiệu mở cốt on khi bắt đầu định vị một điểm vị trí thì chúng ta để ý là khi chúng ta bắt đầu định vị đây là đây là tín hiệu định vị này còn trục bắt đầu hoạt động này Đấy, tại thời điểm này chúng ta nhìn thấy ở đây thì cái mờ chúng ta sẽ on lên Đấy, và cái giá trị mờ cốt lúc này nó sẽ được gán cho cái giá trị mờ cốt đầu tiên để chúng ta đặt và hệ thống bắt đầu định vị chúng ta sẽ quan tâm đến cái điểm này bắt đầu định vị Đấy, và sau khi định vị rồi thì đến đến lần định vị thứ hai tức là vị trí thứ hai thì chúng ta cũng lại phải bật cái giá trị mờ này lên tín hiệu mờ cốt này lên bật cái tín hiệu mở cốt này lên thì tương đương với cái giá trị mở cốt lần thứ hai đây là cái bản chất của tín hiệu mở cốt với chế độ win mode còn với chế độ atom mode thì chúng ta thấy nó lại ngược lại tín hiệu mở cốt on khi kết thúc định vị một cái là bắt đầu định vị và một cái là kết thúc định vị chúng ta cũng quan tâm đến hai cái trạng thái Đấy, ví dụ như trạng thái đầu tiên khi mà hệ thống chúng ta mới bắt đầu chúng ta định vị thì để định vị được tức là cái trục nó muốn di chuyển được thì lúc này cái tín hiệu mở cốt chúng ta phải on à phải ợp đây nó phải ợp lại, yeah. và khi kết thúc định vị thì cái tín hiệu mở cốt đó nó lại sẽ on lên và chúng ta định vị lần thứ hai thì cái tín hiệu mở cốt đó chúng ta lại phải tắt đi đây chính là sự khác nhau giữa chế độ With mode và chế độ After mode các bạn có thể xem xét kỹ trên này. còn các bạn chú ý ở đây một điều chú ý nữa là Ờ, cái 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 sao M1 sau một này cái từ sau một đây là người ta chỉ được ghi chú cái M1 này thôi để sao một tương đương với M1 và 12 chứ không phải là M1 nhân với một các bạn dùng cái điều đó tránh hiểu nhầm Đấy, đây là các cái um, sơ đồ giản đồ sung để chúng ta hiểu rõ về cái chế độ quyết mode và chế độ atom mode để mà giải thích được uh, kỹ hơn thì ở đây tôi có đưa ra một cái ví dụ về chế độ after mode ví dụ như là chúng ta đang điều khiển cho một trục với không việc là không sử dụng mở cốt đây chúng ta có hai trường hợp đó là không sử dụng mở cốt và trường hợp có sử dụng mở cốt đây là hai cái trường hợp để chúng ta phân biệt rõ ví dụ như là chúng ta đang điều khiển định vị giá trị tuyệt đối định vị tuyệt đối đối với một trục ở đây chúng ta hình dung là một trục thì ở đây chúng ta sẽ có các cái ví dụ như thế nào chúng ta cài đặt cho cái trục đó với bốn vị trí khác nhau vị trí thứ nhất đó là 10.000 vị trí 20.000 vị trí 30.000 vị trí 40.000 nhưng ở đây cái cái giá trị mcode ở đây là tôi đặt bằng không hết đấy tôi đặt bằng không khi tôi đặt bằng không thì khi tôi bắt đầu nhấn định vị các bạn hình dung khi tôi bắt đầu định vị thì nó sẽ khởi động tại vị trí 1 và đến vị trí 1. Sau đó nó sẽ tiếp tục đến vị trí 2, tiếp tục đến vị trí 3, tiếp tục vị trí 4 và kết thúc định vị và hoàn toàn nó không có gián đoạn gì. Tức là chúng ta có thể nhìn thấy là nó sẽ chạy một mạch từ vị trí 10.000 đến vị trí 40.000 micromet. Đấy. Mà nó không có cái sự gián đoạn nào. Tuy nhiên ở đây thì cái bản chất là chúng ta muốn sử dụng tín hiệu mở cốt để chúng ta thao tác các cái động tác phụ các các cái ví dụ như đến một vị trí nào đó chúng ta thao tác một một cái công việc gì đó thì lúc này chúng ta bắt buộc chúng ta phải sử dụng mở cốt và ví dụ ở phía dưới này là tôi đã đưa ra cho các bạn cái cách thức mà sử dụng tín hiệu mở cốt ở đây trục ba này chúng ta không quan tâm chúng ta chỉ cần quan tâm đến một trục thôi để xem nó hoạt động như thế nào thì với cái việc cài đặt như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xem các cái tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt nó sẽ hoạt động như nào và làm thế nào đó để hệ thống nó có thể hoạt động như này. Và khi, khi đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu định vị tại cái vị trí 1. Đấy, khi khởi động bắt đầu tại vị trí 1 thì trục nó sẽ đến cái giá trị là 10.000 micromet. Và khi đến 10 10.000 micromet micr micr này thì lúc này cái giá trị mở cốt giá trị mở cốt tôi đặt ở đây bằng 1. Ở đây chúng ta chú ý là chúng ta đang làm việc ở chế độ Atom mode nhé. Lúc này giá trị mở cốt bằng 1 và cái tín hiệu mở cốt on. Tại sao tín hiệu mở cốt lại on? Bởi vì nó kết thúc định vị. Đây các bạn đã hình dung này. Đây ở chế độ Atom mode này. Khi kết thúc định vị thì cái tín hiệu mở cốt nó on lên. Rồi các bạn đã hiểu, đã hiểu chỗ này chưa? Chỗ này chúng ta sẽ hình dung là khi đến vị trí 1 là 10.000 10 micromet thì lúc này chúng ta sẽ cần quan tâm đến hai cái tham số đó là tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt giá trị mở cốt thì tôi đặt bằng một tương đương với một cái công việc gì đó ví dụ như là xin anh đi xuống chẳng và tín hiệu mở on và khi tín hiệu mở cốt on thì các bạn hình dung là trục nó sẽ không hoạt động được và nó sẽ dừng lại khi đặt cái giá trị mở cốt ở bảng mà khác không các bạn hình dung nhé khác không thì chỗ này mà khác không ấy, thì đến cái vị trí đó thì cái tín hiệu mở cốt nó sẽ on lên khi đến điểm đó đây là một chú ý rất quan trọng tức là nó sẽ điều khiển cái tín hiệu mở cốt và lúc này chụp nó sẽ dừng lại và nếu chúng ta không tắt cái tín hiệu mở cốt để đi tức là chúng ta không chuyển tín hiệu mở cốt từ on thành hợp thì chụp nó sẽ không chạy và chúng ta muốn chạy tiếp thì lúc này chúng ta phải cho cái tín hiệu mở cốt on này nó thành hợp đấy tín hiệu mở cốt on thành hợp thì các bạn hình dung là chúng ta trước chúng ta xét cho cái giả sử như x4 này bằng nên on thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó trở về ợp thế thôi thì nó nó sẽ chụp đến lúc này nó sẽ tiếp tục đến điểm 2. Các bạn chú ý nhé, khi tín hiệu mở cốt này ợp thì nó mới chạy tiếp đến điểm 2. Dạ. Nhưng cái giá trị mở cốt của tôi, giá trị mở cốt của tôi nó vẫn bằng 1. Nó đến điểm 2 ở chỗ này chúng ta để bằng không nhưng mà chúng ta cái tín hiệu mở cốt này nó vẫn bằng 1. À, cái giá trị mở cốt vẫn bằng một nhé tín hiệu mở cốt thì đã hợp rồi còn giá trị mở cốt chúng ta sẽ gì sẽ là bằng một khi tín hiệu nó hợp và trục di chuyển đến hai thì các bạn thấy cái điểm mở cốt đây nó bằng không thì nó sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm 3 khi di chuyển đến điểm 3 thì cái tín hiệu mở cốt của chúng ta lại on lên Đấy, cái tín hiệu mở cốt của chúng ta lại on lên và tín hiệu mở on lên và cái giá trị mở lúc này bằng hai từ gán cho bằng hai đấy và ta lại phải tiếp tục ập um, khi mà tín hiệu on lên rồi ta muốn di chuyển tiếp thì ta lại phải ập cái tín hiệu mở cốt ở về on đấy ập tín hiệu từ on chuyển thành ập thì lúc này trục nó mới di chuyển đến vị trí 4 các bạn hình dung chưa và giá trị mở lúc đấy vẫn là bằng hai và các bạn uh, có thể theo dõi thật kỹ lại cái những cái điều mà tôi vừa nói tuy nhiên để hiểu rõ hơn thì tôi sẽ um, thực hành luôn bằng cái hệ trục để ghi cho các bạn sẽ xem xem đúng với cái cái tôi mô tả nhé bây giờ chúng ta sẽ um, thực hành cái phần uh, sử dụng mở cốt này ở đây thì chúng ta sẽ có tôi sẽ đưa ra cái tín hiệu mở cốt này và giá trị mở cốt của cái hệ trục này cái, ví dụ phía dưới ở đây là các điểm 1, 2, 3, 4 ở trên cái màn hình HMI này thì tôi đưa ra cái tín hiệu một cốt và giá trị một cốt và kèm theo một cái nút nhấn đây đây chính là cái nút nhấn một cốt ợp tức là tôi sẽ reset xét cho cái tín hiệu một cốt này trở về ợp tín hiệu ợp on hay ợp on thì là chúng ta sẽ bật theo cái uh, cách gán giá trị đây rồi khi cái chúng ta chú ý là khi tôi đặt cái mở cốt ở trong cái bảng cài đặt này mà khác không ấy thì là nó sẽ on khi đến cái điểm đó nhé còn nếu bằng không thì nó vẫn giữ nguyên cái giá trị trước đó cái này chỗ, chỗ này các bạn rất cần phải chú ý này không là chúng ta sẽ rất là khó hiểu còn tín hiệu mở cốt thì tôi sẽ sử dụng cái nút nhấn ở bên ngoài ở phần chương trình điều khiển thì nó cũng giống chương trình điều khiển của bài trước thôi nhưng ở đây là bài chương trình điều khiển của bài này thì nó đơn giản hơn tôi chỉ cần tôi không quan tâm đến các cái giá trị mở mở bằng 1 2 3 gì cả mà tôi chỉ uh, thêm cái phần tín hiệu đó là uh, mở code up thôi. Thế là tôi lấy một cái uh, nút nhấn ở trên màn hình HMI thì tôi ập cho cái giá trị mở code. Muốn ở cái giá trị mở code của trục 1 thì tôi sẽ gửi một vào cái cái vùng nhớ của nó là U8G1504 nhé Còn với trục 2 là 1604 và với trục 3 là 1704 thì cái này chúng ta sẽ cần quan tâm đến cái phần ở trên cái bảng buffer memory Đấy, chúng ta có thể quan tâm đến cái giá trị đây chính là cái giá trị mở cốt chúng ta muốn ập ập nó thì chúng ta sẽ Nót một vào cái giá trị này thì cái tín hiệu mở cốt chúng ta nó sẽ trở về ập còn cái phần mình màn hình hmi thì như tôi đã giới thiệu thì tôi sẽ đưa hai cái giá trị của trục một đó là tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt và đây chính là cái nút nhấn trên màn hình hmi này bây giờ chúng ta sẽ đi điều khiển cho cái hệ trục nó hoạt động theo đúng cái bảng tôi đang phân tích đây đầu tiên thì tôi sẽ phải cho cái hệ trục ta trở về gốc trước ạ để về gốc được thì chúng ta sẽ nhấn nút về gốc Mersing HPR on servo như vậy là nó đã về gốc rồi sau khi về gốc về gốc tọa độ thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái trục chúng ta chỉ có quan tâm đến trục một thôi nhé trục một thì cái tọa độ của nó đã về gốc bây giờ tôi sẽ nhấn nút định vị khi tôi nhấn nút định vị thì nó sẽ đến cái bảng giống IC như này. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi đến vị trí 1. Khi đến vị trí 1 thì nó sẽ đạt là 10.000 micromet và cái giá trị mCode chúng ta sẽ bật được 1. Thì lúc này cái tín hiệu mCode chúng ta nó sẽ on lên. Bởi vì là đây là chế độ After Mode mà. Kết thúc định vị thì tín hiệu mCode nó sẽ on. Bây giờ tôi sẽ nhấn định vị này. Và đây tôi sẽ cho cái tốc độ chạy của nó sẽ rất thấp. Đây tôi cài một nghìn nhưng trong thực tế ở đây tôi chỉ cài 100 mm trên phút để các bạn nhìn cho nó rõ. Với tôi sẽ nhấn định vị nhé. Đấy. Khi tôi nhấn định vị thì các bạn nhìn thấy cái đầu giò này nó đang di chuyển. Và đến 10.000 thì chúng ta thấy là khi đến 10.000 ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu ở giá trị mở cốt đây tôi đặt bằng 1. Và cái tín hiệu mở cốt đây nó sẽ on lên. Khi nó on lên thì cái trục chúng ta sẽ không di chuyển được nữa. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để tiếp tục di chuyển? Muốn tiếp tục di chuyển thì chúng ta sẽ phải tác động vào cái nút reset cái mờ cốt đi. Reset cái tín hiệu mờ cốt này đi. Nhưng cái giá trị mờ cốt của nó sẽ vẫn bằng một các bạn nhé. Giá trị mờ cốt đây nó vẫn bằng một Tôi cài đặt đây này. Khi nó đến vị trí 2 thì chúng ta thấy rằng là cái tín hiệu mờ cốt của tôi là nó tín hiệu này nó vẫn nó vẫn ở nên nó sẽ tiếp tục di chuyển đến cái vị trí 3. Tức là từ 1 này nó sẽ đến vị trí 2 rồi ta sẽ để ý ở đây và nó sẽ đến vị trí 3 thì nó mới dừng. Để tôi tiếp tục định vị nhé. Muốn tiếp tục định vị thì tôi sẽ phải reset cái tín hiệu mở cốt on này đi. Đấy, khi tôi reset đi thì chúng ta thấy là nó sẽ tín hiệu mở cốt này nó sẽ ập và nó sẽ di chuyển qua cái vị trí 2. Vì ở đây tôi đặt mở cốt 10 này. Đến vị trí 3 thì nó sẽ dừng lại. Lúc này cái tín hiệu mở cốt đây nó sẽ on lên và cái giá trị mở cốt đây tôi đặt nó là bằng hai đây thì nó nó sẽ trả về đúng giá trị bằng hai bây giờ chúng ta muốn di chuyển tiếp thì sao muốn di chuyển tiếp thì chúng ta sẽ phải reset, reset cái tín hiệu mở cốt này đi thì nó mới sẽ di chuyển tiếp được và đến cái vị trí tiếp theo thì cái giá trị mở cốt của chúng ta sẽ vẫn là bằng hai nhé các bạn nhé Đấy. Nó từ vị trí 3 nó đến vị trí 4 Nó sẽ dừng lại Đấy. thì lúc này các bạn thấy không? Thì là cái tín hiệu mở cốt ta là nó sẽ về đến đến đây nó sẽ bằng bằng 0 này, bằng 0 này. Vẫn bằng 0 đúng không ạ? Và cái giá trị mở cốt của tôi bằng bằng 2. Nhưng vì ở đây là tôi để là n nên nó đã kết thúc định vị. Cái tín hiệu mở cốt đây của tôi là nó vẫn là ở nhưng nó không di chuyển nữa vì nó kết thúc rồi. Ở đây là đến vị trí số 4 là nó kết thúc rồi. Như vậy là qua cái ví dụ vừa rồi, các bạn hình dung được rằng là để mà di chuyển được và để mà uh, thực hiện các động tác phụ thì chúng ta phải phải rất hiểu rõ cái mở cốt thì chúng ta mới lập trình được cái 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 tín hiệu mở cốt này bây giờ tôi sẽ để hiểu rõ hơn nữa thì tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ cái ví dụ này để để các bạn chúng ta sẽ thực hành giá trị mở cốt tốt hơn này đây là một ví dụ rất điển hình trong cái việc đó là chúng ta làm chủ về cái tín hiệu mở cốt và giá trị mở cốt. Ở đây các bạn hình dung rằng tôi sẽ có một cái hình vuông. Đấy, cái hình vuông ở trên hệ trục này. Và tôi phải đến từ gốc, tôi sẽ đến từng vị trí một và tôi sẽ bắt vít ở vị trí A. Sau đó tôi di chuyển đến vị trí B, tôi bắt vít ở vị trí B. Tôi di chuyển đến vị trí C, tôi bắt vít ở vị trí C và vị trí D. Cuối cùng tôi quay trở lại vị trí A và về gốc thì đây là một trong những cái bài mà nó rất là, là kinh điển để chúng ta uh, hiểu và làm rõ cái tín hiệu một cốt như thế nào để làm được cái bài này thì chúng ta sẽ hình dung là chúng ta sẽ phải điều khiển ba trục ở đây tôi sẽ có hai trục eg là trục nổi suy và một trục uh, uh, riêng biệt nó là trục vô điều khiển trục cho trục z thì cái phần uh, chương trình lập trình thì nó là y xì giống cái chương trình của cái bài 4 nhé nó không khác gì cả đây tôi chỉ là Uh, vẫn là điều khiển ba trục. Đây tôi sẽ lướt lại một phần các chương trình để chúng ta cùng xem. Đây là phần uh, server on này. Đây là phần chạy jog này cho ba trục này. Phần uh, reset này. Đấy. Reset ở đây chúng ta chú ý đến những cái đoạn mà có cái giá trị là G1504 vào G1704 đây chính là cái phần mở code để reset cho các cái trục 1 và trục 3 trục 2 ở đây là nội suy theo trục 1 nên là chúng ta không cần thiết. Ở đây chúng ta m mở, m6 mở này reset cho hai cái giá trị m code này. Với cái bài m code này thì chúng ta chỉ cần chú ý đến những cái đoạn chương trình mà có giá trị m m code này thôi. Còn những phần khác tương tự và phần bài 1 ở bài 4 thì chương trình tôi lấy nguyên phần chương trình của bài 4 nhé các bạn không cần không cần phải quan tâm quá nhiều đến phần chương trình. Nhưng chúng ta ở đây chúng ta đang lập trình cho g code m code nên là chúng ta sẽ chú ý hơn đến các cái phần reset. Đấy, tôi lướt lại chương trình thì cho các bạn xem, không có cái gì khác cả. Ở đây thì uh, cái giá trị mở code thì tôi lưu ở cái phần các bạn vào phần auto reset nhé. Thì ở đây cái nó có chữ valid uh, mở code này. Thì với trục 1 thì tôi lưu ở vị trí D104 và với trục 3 thì tôi lưu ở vị trí D304. và trục 2 đây nội suy theo trục 1 nên là tôi không không quan tâm. Đấy, chỗ này các bạn chú ý còn phần chương trình vẫn giống giữ nguyên đây ví dụ như khi k bằng một này khi giá trị mở cốt của trục k bằng một thì ta di xét cái mở cốt này đi để trục nó đi xuống này khi giá trị của đây mở cốt trục hai này à, trục trục một xin lỗi các bạn giá trị mở cốt giá trị mở cốt bằng hai cho trục một trục một nó sẽ có các cái giá trị mở cốt bằng 1 bằng hai bằng ba thôi đây là trục hai đây là khi mà chúng ta muốn nhắc lên nhắc lên thì cái giá trị của trục z mở cốt của trục z thì bằng bằng hai cái này tôi giải thích qua thôi các bạn sẽ đọc và nghiên cứu tìm hiểu thêm đây tôi lướt qua tất cả các cái tín hiệu Đó, phần lập trình giống ý xì bài 4 nhé các bạn nhé tiếp theo bây giờ chúng quan trọng nhất là ở đây là chúng ta sẽ phải cài đặt các cái giá trị cho các cái trục này nó như thế nào để chúng ta để thực hiện được các cái động tác như vậy thôi còn phần chương trình vẫn giữ nguyên ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần đề bài nhé đề bài đây đây uhm, bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái um, cái, cái cách thức tôi cài đặt cho trục 1 ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây là vị trí gốc này vị trí a ở đây bằng 10 000 10 000 tọa có tọa độ là x 10 000 và y là 10 000 b là đây tương tự như đây tôi đã cài đặt vị trí đây rồi thì với trục 1 thì chúng ta quan tâm đến các cái x của các cái abcd này trước này ở đầu tiên thì um, cái 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 đầu đầu dò cái đầu trục z tức là cái 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 đầu bắt vít của chúng ta ấy, thì nó sẽ di chuyển đến cái vị trí đầu tiên là vị trí a khi di chuyển đến vị trí a thì tôi gán cho cái m cốt bằng hai có nghĩa là lúc này cái vít của chúng ta ở vị trí cao nhất khi đến vị trí a rồi được chưa? thì thì sau khi đến vị trí a để tôi cho bằng hai và đến vị trí a thì tôi bắt đầu đại gán tiếp tục bằng một Tức là lúc này nó sẽ mở cốt của giá trị trục Z Mở cốt nó sẽ bằng 2 và bằng 1 Khi bằng 2 thì lúc này nó ở vị trí trên Cái trục Z của của tôi uh, Khi ứng với giá trị 2 thì nó ở vị trí trên Là bằng 2000, vị trí 2000 Nhưng khi mà mở cốt của tôi bằng 1 đấy, Thì cái trục 3 của tôi nó sẽ đi đến cái vị trí là bằng 11.000 Tức là lúc này nó sẽ đưa cái đầu bắt vít xuống phía dưới Được chưa ạ? Dạ đến sau khi bắt xong rồi thì tôi lại cho cái đầu bit đi lên thì tôi cho giá trị một cốt bằng hai. khi giá trị một cốt bằng hai đây rồi thì cái tuôn viết nó sẽ đi lên ở vị trí là hai nghìn. đấy như vậy với cái vị trí A này chúng ta sẽ gồm một động tác như nào đến gốc này thì tuôn viết ở vị trí cao nhất này từ gốc đến A là vị trí cao nhất này khi đến vị trí cao nhất rồi chúng ta sẽ hạ đầu bít đi xuống này khi sau khi hạ đầu bít đi xuống rồi chúng ta lại phải nhấc đầu bút đi lên như vậy là ở vị trí A tôi đã có ba động tác ở vị trí cao nhất xuống phía dưới bắt vít này và lại nhấc vị trí lên thì ba cái tọa độ này chúng ta phải bằng giống nhau đây là vị trí A sau khi đến vị trí A rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ di chuyển đến đến vị trí B đến vị trí B thì sao từ từ A nó đến B nó nhấc đầu bút, nhấc cái đầu vít ở vị trí cao nhất nhé sau đó đến vị trí B chúng ta nhìn đến bắt đầu đến vị trí B này nó sẽ hạ xuống cái đầu tuyến viết nó sẽ hạ xuống nên tôi phải gán cho bằng một sau khi hạ xuống rồi tôi phải nhấc đầu bút lên vẫn ở tọa độ đấy tôi nhắc đầu bút lên tôi cho bằng hai dạ. đến vị khi nhấc đầu bút lên rồi thì tôi bắt đầu đến di chuyển đến vị trí C đến vị trí C có tọa độ bằng bốn 40.000 thì tôi lại hạ hạ tuyến viết xuống để tôi bắt sau khi bắt xong rồi tôi lại nhấc đầu bút lên dạ đến đây là ở vị trí C. Từ vị trí C tôi sẽ di chuyển đến vị trí D. Đây là vị trí D. Đến vị trí D thì tôi lại hạ đầu bút xuống, à hạ đầu bút xuống. Sau khi hạ đầu bút xuống rồi thì tôi lại phải nhắc đầu, đầu bút lên. Sau khi nhắc đầu bút lên rồi tôi sẽ trở về vị trí đầu là A. Ở vị trí A này thì tôi sẽ cho bằng 3 và khi tôi bằng 3 thì tôi sẽ reset hệ thống để trở về gốc. Đây. Đây các bạn để ý này. Khi mà cái mcode của tôi bằng 3 Thì tôi xét cho cái m 52 này Nó lên 1 Khi xét m 22 lên 1 Thì ở đây các bạn Thế là tôi sẽ xét cho cái phát hôm này Và tôi sẽ reset xét cho cái mcode cốt Trục 1 Và tôi sẽ Giống như việc tôi sẽ nhấn về gốc ở vị trí nhanh Và nó sẽ trở về gốc Như vậy là chúng ta sẽ hoàn thiện cái động tác đó là gì ừ, Từ vị gốc đến đây bắt vít này Sau di chuyển đến đây bắt vít này Sau di chuyển đến đây bắt vít này di chuyển đến đây bắt vít này, di chuyển về vị trí A, đến về vị trí A thì về gốc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái hệ trục chúng ta hoạt động nhé. Ở đây thì các bạn hình dung là tôi, tôi đã vẽ sẵn các điểm ABC này để chúng ta dễ hình dung này. Bây giờ tôi sẽ là các cái trục nó đã về gốc rồi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ tác động vào nút định vị ở đây thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến đến từng cái vị trí một thì các bạn sẽ quan sát cái đèn tín hiệu uh, on/off của mCode và giá trị mCode nhé. bây giờ tôi sẽ nhấn nút định vị. tôi đến vị trí A nó sẽ bắt vít này, đến vị trí B bắt vít này, đến vị trí C bắt vít này, đến vị trí D bắt vít này, từ A và trở về gốc. Đấy, thì đấy chính là toàn bộ cái bài này. Vậy các bạn sẽ phải uh, xem lại để chúng ta hiểu được cái bảng này. Uh, từ cái bảng này thì các bạn sẽ, sẽ hình dung ra được cái quá trình các cái đầu bút này nó di chuyển như thế nào. Và lúc này chúng ta sẽ, khi chúng ta hiểu được giá trị mở cốt rồi chúng ta sẽ điều khiển được các cái đầu bút. Đi lên đi xuống theo đúng cái ý của mình. Còn cái thời gian bắt vít ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể cài đặt thêm nhé. Đây tôi chỉ lấy một cái ví dụ như vậy thôi. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn uh, trong những cái uh, chủ đề tiếp theo trong phần điều khiển nội suy hai chục các bạn uh, hãy like và comment uh, cho kênh để chúng ta có những cái sự phát triển và tôi sẽ đưa ra được những cái bài có cái giá trị chất lượng cao hơn Cảm ơn các bạn